Các bạn, mình là Nhi, chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay Cùng Nhi. Đầu tiên mình sẽ có nấm bào ngư, cắt nhỏ ra như thế này. Tiếp đến là một bìa đậu hũ, làm nát ra và cho một ít dầu ăn vào chảo. Xào chín phần nhân trước nha, sẽ gồm có nấm nè, rồi đến đậu hũ. Mình sẽ nêm một ít hạt nêm chay và đợi đến khi đậu hũ săn lại, vàng khô ráo như thế này thì mình đổ ra nha. Phần nhân này sẽ có thêm là rong biển sấy, ngò rí cắt nhỏ, mè rang và tiêu xay. Tuy đơn giản nhưng những nguyên liệu này là món ăn có hương vị thơm ngon hơn, trộn đều lên. Đến phần vỏ cuốn thì sẽ có bánh tráng cắt làm đôi. Rong biển lá loại để cuốn sushi mình cắt miếng vuông nhỏ như Nhi nha. Sau khi làm ướt lá bánh tráng, mình cho một lớp mè, thêm tiếp rong biển và đến phần nhân vừa phải thôi cuốn lại. Món này cuốn nho nhỏ sẽ dễ ăn lắm. Món này như ăn liền, còn nếu mà bạn muốn dự trữ cho vào tủ đông, khi ăn mình chiên lại như chả giò rong biển vậy nha. Giờ như pha nước chấm, sẽ có nước tương, nước, giấm và đường, công thức chi tiết có ghi trên màn hình.